Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn về cái dự án Imota là khai thác cái đồng Otera. Thì đây là một cái kèo ví mà nó thuộc là cũng là đối tác của sàn Gemitano. Thì cái kèo này thì mình cũng đã chia sẻ và giới thiệu cho các bạn vài cái video ở trên kênh cũng khá là lâu rồi. Thì gần đây thì có một cái thông tin mới, đó là cái thông tin mà chuẩn bị cho cái việc là Mainnet trong cái cuối năm 2024 này. Thì mình sẽ chia sẻ và cũng như là hướng dẫn cho các bạn cái cách checklist và cái xem là các bạn có nằm ở trong cái danh sách là được Mainnet hay không, và cái điều kiện để mà đứng ở trong cái thứ hạng Mainnet, và cách để mà chúng ta phát triển cũng như là phấn đấu để chúng ta được đứng ở trong cái hàng chờ ưu tiên về cái việc mà Mainnet của cái dự án Imota. Trước tiên thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin ở trên trang Twitter chính thức của dự án. Thì khi các bạn nhìn thấy cái chữ Imota và đã có cái tích xanh, và các bạn nhìn thấy là ở đây thì Mainnet sẽ vào quý 4 năm 2024 và sẽ list sàn vào quý 1 năm 2025. Đó. Và cái điều đặc biệt nữa đó là dự án sẽ tức là sẽ sử dụng 70% cái doanh thu của họ để mà mua lại cái đồng Otera của người dùng mà tham gia khai thác. Đó thì đây là một cái điều khá là thú vị cũng như là vui từ cái dự án này. Thì mình sẽ cập nhật cho bạn về cái việc mà chúng ta checklist để chúng ta xem là chúng ta có nằm ở trong cái danh sách là Mainnet hay không. 101 danh sách kiểm tra Mainnet giữ chìa khóa để đăng ký vào hạng đợi Mainnet, và tại sao lại có danh sách kiểm tra Mainnet Imota? Danh sách kiểm tra Mainnet của Imota bao gồm danh sách các nhiệm vụ ghi nhận đóng góp của người dùng, từ đó xác minh dữ liệu chính hãng của người dùng và đảm bảo dữ liệu minh bạch, xác thực và chính xác trước khi di chuyển sang mạng chính. Vì vậy, bạn chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này để mà xác nhận cái tính xác thực của mình. Điểm thứ nhất là về điểm có ý nghĩa gì? Chỉ cần đạt được tối đa 100 điểm là bạn đã đăng ký thành công đợi Mainnet. Điều này có nghĩa là hệ thống AI của chúng tôi đã xác minh thành công dữ liệu của bạn và bạn sẵn sàng tham gia Mainnet bất kỳ lúc nào. Và có nhiều nhiệm vụ xác minh khác nhau và bạn có thể chọn nhiệm vụ phù hợp với mình để đạt được cột mốc là 100 điểm. Tức là khi các bạn muốn đứng vào cái hạng gọi là one hit ấy, tức là chúng ta đứng vào cái hạng mà danh sách chờ Mainnet thì chúng ta phải đạt đủ 100 điểm. Thì cái này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái điều kiện để mà chúng ta đủ được 100 điểm này, cũng như là cái cách để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ để chúng ta đủ 100 điểm. Và hàng đợi tiêu chuẩn và hàng đợi ưu tiên, người dùng đạt được cột mốc hai huy hiệu này sẽ được xác nhận là đã tham gia thành công và đang ở trong hàng đợi Mainnet chính thức. Và hàng đợi ưu tiên vinh danh những người dùng đã hoàn thành các nhiệm vụ đóng góp quan trọng, hứa hẹn cho họ những lợi ích đặc biệt về tương lai. Và điều cuối cùng đó là 101 danh sách kiểm tra Mainnet Imota đang trực tiếp và sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong việc chinh phục huy hiệu xếp hàng danh giá cho Mainnet diễn ra vào quý 4 năm 2024, và vui lòng để lại bất kỳ câu hỏi nào. Đó. Đây thì ở trong này thì kể về cái việc là về việc quy định mà đủ cái điều kiện là 100 điểm nằm trong cái danh sách chờ ở Mainnet thì cũng sẽ xảy ra rất là nhiều các cái tranh cãi cũng như là cái phản ứng từ cộng đồng. Ở đây các bạn có rất là nhiều bạn để lại cái bình luận cũng như là cái câu hỏi, thì chúng ta cũng nên tham khảo một chút. Vừa trừ 739 do số tiền sai kiếm được thông qua quảng cáo trong ứng dụng của họ, tôi mới nhận ra rằng bây giờ họ đã trừ đi và đốt nó để khiến Otara token trở nên khan hiếm hơn. Người Otara nên kiểm tra số dư của mình, nhưng tôi cảm thấy tồi tệ, không hài lòng với những hành động như vậy. Đó thì ở đây thì họ cũng đã trả lời về cái câu hỏi này. Dữ liệu về số lượng token bị ảnh hưởng được Imota ghi lại thời điểm xảy ra sự cố vào tháng 10 năm 2023. Imota đã liên tục phát triển các giai đoạn và giải pháp để đảm bảo con số điều chỉnh là chính xác và không ảnh hưởng đến số lượng token được khai thác từ hoạt động của người dùng này. Đó, ở đây thì còn rất là nhiều các cái câu hỏi khác thì các bạn có thể là đọc và nghiên cứu thêm để mà hiểu thêm về cái dự án. Và đây chỉ cần có chúng tôi biết bạn bạn nhiều người dùng hơn trước Mainnet, trọng tâm chính của nhiệm vụ là danh sách kiểm tra là giới thiệu. Bạn nói có nhiều nhiệm vụ xác minh khác nhau, chúng tôi ở đâu?
ai đó có thể thực hiện chúng và đủ điều kiện mà không cần phải giới thiệu không? Tức là những cái người mà không có lượt giới thiệu thì sẽ không hoàn thành được cái nhiệm vụ đủ cái 100 điểm này. Ở đây thì sẽ có nhiều nhiệm vụ hơn trong tương lai, vui lòng tiếp tục khai thác và chờ đợi. Bạn cần đạt được số điểm là 100 điểm tham gia hạng loại tiêu chuẩn của MyNet và có nhiều nhiệm vụ khác nhau, có sẵn sàng để bạn đạt cái nhiệm vụ này. Tức là những cái bạn mà chưa đủ cái điều kiện nằm trong cái thứ hạng là 100 điểm thì sau này thì sẽ có rất là nhiều cái nhiệm vụ khác để cho chúng ta hoàn thành. Không cứ là chúng ta là cần phải có lượt test thì chúng ta mới đủ cái điều kiện là đủ 100 điểm các bạn nhé. Thì ở đây thì các bạn khi mà các bạn đăng nhập vào cái app Imota thì các bạn nhấn vào cái biểu tượng cái ngôi nhà đây này thì các bạn sẽ thấy được cái thứ hạng của các bạn ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy được cái thứ hạng ở đây này. Ví dụ bạn tham gia MyNet tại hạng chờ ưu tiên và ở đây là cái hạng của mình là 16 nhé. Và các bạn kích trực tiếp vào cái bảng này, nó sẽ ra cái phần phần điểm mà MyNet Checklist này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là như điểm của mình ở đây là đang có là 5.930 điểm trên 100 điểm. Đó, thì các bạn chỉ cần đủ 100 điểm là các bạn đã đủ cái điều kiện rồi. Thì cái từng cái nhiệm vụ ở trong này thì để cho các bạn biết được thì chúng ta hoàn thành được bao nhiêu cái phần ở trong này và những cái chỗ nào mà chúng ta chưa hoàn thành thì chúng ta sẽ cố gắng nhé. Thứ nhất là nhiệm vụ hoàn thành 8 trên 8 này, mời một bạn, bạn sẽ nhận được 50 điểm. Thì ở đây bạn mời một người thì cái này quá đơn giản rồi, thì bạn chỉ cần lấy một cái điện thoại của người nhà và bạn tự tạo một tài khoản, sau đó thì các bạn xác minh tài khoản. Sau đó thì các bạn tham gia khai thác thì là các bạn cũng đã đạt được đủ được 50 điểm. Nó khá là đơn giản đúng không? Cái điểm là điểm cao nhất. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ là cài đặt Imota. Thì cài đặt đương nhiên là chúng ta cài đặt được thì chúng ta mới có cái lượt giới thiệu này thì các bạn được nhận cộng 5 điểm nữa. Tiếp theo là chúng ta tạo tài khoản thì chúng ta sẽ nhận được 5 điểm. Và đánh giá cái App Store cũng nhờ cái ứng dụng trên Google vừa nay để các bạn bình luận 5 sao, sau đó thì các bạn sẽ được nhận là 10 điểm. Tiếp theo ở đây là chúng ta điểm danh này, 7 ngày liên tục chúng ta sẽ nhận được 10 điểm, 30 ngày chúng ta sẽ nhận 10 điểm. Và các bạn chỉ cần xem một xem cái quảng cáo nhé, ở đây tiến độ này, tiến độ này, các bạn xem quảng cáo này, một điểm trên một quảng cáo. Và ở đây thì các bạn xem 20 quảng cáo là chúng ta đạt cái đủ điểm và chúng ta sẽ nhận được một điểm. Cuối cùng là các bạn mời thêm bạn bè này, các bạn nhận thêm 10 điểm. Đây là mời thêm bạn bè hợp lệ này. Ở đây là không yêu cầu chúng ta là mời bao nhiêu nhỉ? Cái này ở đây thì mình cũng đã là mời 743 và hợp lệ là 579. Đó. Thì có thể là mình nghĩ là những cái điểm cuối cùng này thì các bạn là không hoàn thành, bởi vì là các bạn mình cũng không rõ cái phần này là mời bao nhiêu là thì là đủ cái điều kiện để nhận được cái 10 điểm này. Thì cái này nếu như các bạn mà nếu mà nó đòi hỏi chúng ta mời nhiều, hoặc mời 10 người thì cái này thì cũng hơi khó một chút. Thì cái này thì nếu như các bạn không đủ cái điểm 10 điểm này thì chúng ta sẽ chờ ở trong những cái thời gian tiếp theo thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ mới để cho chúng ta hoàn thành. Ở đây thì các bạn hoàn thành những cái nhiệm vụ này, các bạn hoàn thành thì các bạn sẽ nhận được thêm điểm này. Các bạn xem quảng cáo này là các bạn cũng sẽ nhận được thêm cái phần điểm này. Đó. Thì những cái bạn nào thiếu ở cái điểm nào thì các bạn có thể check thử xem là chúng ta thiếu ở cái phần nào thì chúng ta bổ sung cái nhiệm vụ để cho chúng ta hoàn thành, và chỉ cần đạt 100 điểm là các bạn đủ điểm hoàn thành làm ở trong cái mục này. Cứ bạn làm ở trong cái mục này, các bạn có cái mục cứ có thứ hạng là chúng ta đã nằm ở trong cái hàng ghế là chờ rồi. Và cái cách tham gia khai thác cái đồng OTA ở cái app này thì nó khá đơn giản, thì hàng ngày chúng ta bấm vào đây và chúng ta sẽ nhấn vào chúng ta nhận hàng ngày cho mình. Ở đây là mình nhận rồi, mỗi một ngày chúng ta điểm danh thì chúng ta sẽ nhận được một cái đồng OTA. Và ngoài ra thì khi các bạn nhận xong thì ở đây nó sẽ có một cái vòng quay, các bạn sẽ quay quay cái vòng quay may mắn đó. Các bạn quay vòng quay may mắn thì sẽ nhận từ 1 đến 10 cái đồng ORARA. Và ở đây thì khi các bạn nếu như các bạn nhận luôn thì chúng ta chỉ nhận được một đồng ORARA, nhưng mà các bạn muốn nhận gấp đôi lên, tức là hai cái đồng ORARA, thì chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta xem một đoạn quảng cáo. Và cái xem quảng cáo này thì nó không bắt buộc chúng ta phải xem nhé, các bạn không xem thì chúng ta nhấn vào đây chúng ta nhận luôn.
Và khi các bạn kích vào xem quảng cáo thì sẽ khoảng tầm 30 giây thì chúng ta chờ hết quảng cáo thì chúng ta tắt đi. Đó, các bạn tắt đi thôi. Đó, nên như vậy là mình đã nhân đôi lên cái vòng quay phần thưởng rồi. Tiếp theo thì ở trong cái phần đây, các bạn kích vào cái phần này thì các bạn sẽ, nếu như các bạn có tuyến dưới thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng ở đây. Đó, nhận một cái đồng Otara này. Tiếp theo các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn vào phần nhận ngay. Ở đây thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ cho chúng ta. Mỗi một ngày chúng ta xem quảng cáo thì chúng ta sẽ nhận được cái thêm cái phần thưởng. Ở đây thì các bạn không xem, các bạn không thích xem thì chúng ta có thể là không bấm vào đây thì nó sẽ không có quảng cáo. Cái này thì nó không bắt buộc, dự án không bắt buộc chúng ta phải xem nhé. Nhưng mà chúng ta xem thì chúng ta sẽ nhận được thêm cái đồng Otara này. Đó, ví dụ như ở đây nó có một cái phần thưởng theo ngày thì mình nhận, bấm vào đây mình sẽ xem hết cái quảng cáo, mình sẽ nhận được 20.33 cái đồng Otara. Đó. Xem xong quảng cáo thì các bạn tắt đi. Đó, và các bạn sẽ là nhận được là 20 cái đồng Otara. Ngoài ra thì khi mà nó chạy hết cái 20 giây ở đây thì các bạn lại sẽ nhấn vào xem thì chúng ta sẽ nhận được một cái đồng Otara. Đó, bằng cái cách này thì chúng ta sẽ kiếm được thêm cái đồng Otara mỗi một ngày. Đó, để các bạn nhìn cái chữ khôi phục ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào chúng ta khai thác này. Cái phiên này là phiên nhân đôi này thì các bạn xem cái quảng cáo này thì chúng ta sẽ nhận được hai cái đồng Otara. Còn phiên này là khai thác chúng ta sẽ nhận được một, cái nào có chữ nhân đôi thì chúng ta sẽ xem thì chúng ta sẽ nhận được hai cái đồng Otara các bạn nhé. Đó, có cái chữ nhân đôi như thế này. Đó, và đây là bằng cái cách này thì chúng ta cũng sẽ xem và chúng ta nhận được nhiều cái đồng Otara hơn. Đó. Ok, thì cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn những cái thông tin quan trọng, những cái thông tin mới liên quan đến cái dự án Imota là khai thác cái đồng Otara để cho các bạn nắm được. Video sau thì có những cái thông tin mới nhất từ cái dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở những video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.